xin giới thiệu đến các bạn. Đây là mô hình đèn giao thông. Mình đang thực hiện giám sát ở trên VinCC. Đây, mình có thể bật tắt. Start ở đây. Chương trình đã chạy. Kết nối online luôn, chạy theo thời gian thực 2:56. Mình cũng có thể stop ở đây, start. Đây là giao diện để giám sát, chuyển chế độ bằng tay. Mình có thể đặt thời gian cho đèn xanh 3 giây, đèn đỏ sẽ là 5 giây. Enter đã trở về. Còn đây là khung giờ mình sẽ đặt thời gian quy định giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường.